nãy giờ anh này cứ phải tủ hoài à. Đu trên dây à? Không phải đu trên cái mạng. Đu trên dây là tiểu long nữ rồi. Ồ, nói tới cái chuyện đu trên dây, không biết là ở dưới đây có ai đã từng xem cái video của Minh Tuyết với Lam Trường mà quay thần điêu đại hiệp không ạ? Có ai có xem ở đó không ạ? Quý vị có thể Google trên có thể đánh lên YouTube và tìm được cái video mà bài hát thần điêu đại hiệp của Minh Tuyết với lại là Lam Trường. Cái câu chuyện mà Minh Tuyết nhớ khi anh này nói là như vậy có thật nha quý vị. Lúc đó đó là mấy anh quay phim á, kêu Minh Tuyết là bây giờ mấy anh bưng em lên nằm trên cái sợi dây giống cô tiểu long nữ. Thì Tuyết nói trời ơi làm sao em nằm được, trời em không có thể nằm được. Tại vì nó là một cái sợi dây thần thôi. Xong mấy anh bảo là em cứ lên nằm đi rồi mấy anh dịnh nó một góc. Rồi xong rồi mình quay phim mình không có quay cái góc đó để không thấy. Xong rồi mấy ổng để em lên cái dây, tự nhiên cái em nằm được luôn. Cái mấy ổng buông ra luôn. Cho nên quý vị xem mà Minh Tuyết nằm trên cái dây thần đó là Minh Tuyết nằm thiệt nha. Không có cái gì đỡ luôn á. Nhưng mà cũng nằm trong một cái thời gian rất là tích tắc. Là lúc bắt đầu là hơi nghiêng nghiêng ngã ngã rồi thì lúc đó là cắt, không có quay nữa. Cho nên là anh này vừa nói thì em thông báo anh là em có nằm trên dây thần. Còn cái bài mà đã không yêu thì thôi á, thì là Minh Tuyết không phải nằm trên dây thần mà Minh Tuyết ngồi trên lưng của một anh dancer. Và cái anh đó, cái lưng của ảnh phải làm cách nào không cần biết, là tại vì ảnh đó, ảnh và hai nam dancer nữa đứng đằng sau lưng một cái bức màn, không được nhìn thấy Minh Tuyết và Minh Tuyết không được nhìn thấy mấy anh đó. Và Minh Tuyết phải cảm nhận thôi, mình feel được thôi. Và khi mà mình ngồi trên cái màn của cái chương trình ngày đã không yêu thì thôi á, là phải thay tới ba cái màn luôn quý vị. Tại vì cái màn đầu tiên á, đẹp đem đến đẹp lắm, lấp lắm lắm, nhưng mà ngồi lên cái nó trơn trượt một cái rớt cái đùng xuống. Thế là bảo không được, cái màn này trơn quá, không ngồi được. Thế là thay cái màn khác. Thì thay cái màn khác nó không có trơn thì nó lại không có đẹp. Nó tối hù à, nó không có bóng lên. Cho nên cuối cùng á, là cái người đạo cụ phải đi tìm một cái màn nó vừa có cái độ sáng, bóng, đẹp mà nó không được trơn lắm để Minh Tuyết có thể ngồi trên lưng của ảnh. Nhưng đâu có được ngồi hết nguyên cái mông. Tại vì nếu mà mình ngồi rõ quá đó thì mọi người sẽ biết mình đang ngồi trên lưng của một người. Cho nên khi mà quý vị xem á, thì quý vị thấy là ủa không hiểu tại sao Minh Tuyết lơ lửng ở trên cái bức màn mà không hề có sợi dây nào kéo ở đằng sau lưng. Thực sự là Minh Tuyết chỉ ngồi có một nửa thôi. Và cái cách mà cô Shonda chỉ Minh Tuyết ngồi là phải luôn luôn giữ cái kiểu mà mình phải gồng á, mình giữ cái lưng thật là thẳng để mà mình có thể giữ cái thăng bằng. Và khi mà Minh Tuyết ngồi lên lưng anh đó thì hai cái tay hai bên á là dịnh cái tay của anh dancer. Và anh dancer chỉ được dịnh cái ngón thôi nha, không được dịnh nguyên cái bàn. Dịnh nguyên cái bàn là sẽ thấy, cho nên Tuyết dịnh cái ngón thôi. Cho nên lúc hồi thì dịnh cái tay này, cái thả cái tay kia ra, múa, xong rồi dịnh cái xong sắp té là dịnh tiếp cái tay này, lại thả tay kia ra. Và khi mà mọi người thấy Minh Tuyết mà tuột xuống á, là lúc đó là thật sự coi hết được rồi, trượt rồi, tuột cái eo xuống luôn. Nhưng mà cũng hên, chắc là ông tổ thương mình là lúc tuột xuống là ngay cái nốt nhạc mà mình cần phải tuột luôn. Chứ còn nếu mà nó xa một tí nữa là sẽ rớt cái đùng xuống dưới. Và đó cũng là một cái kỳ tích trong một cái phần dàn dựng của cô Shonda, mà cũng nhờ như thế mà quý vị nhớ hoài cái bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi và thương Minh Tuyết từ cái bài hát này. Và cũng chính là cái bài tủ mà anh này nói. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một lần nữa, Đã Không Yêu Thì Thôi. Tình tôi chân thành bên anh đang lâu,
vì sao anh, tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xử lý vẫn thấp hơn ta, phải đâu đành quên bao nhiêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài kia, nghe tình tôi lao sao chứng minh một ngày kia anh không quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau là chi? Thêm năm sau xa mình thôi, anh ơi tình si. Anh như anh đi trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã phụ nhiều kém giữa tình ơi, đã không yêu thì thôi, anh cần chi ra xôi. Thêm mắt trái ngang cuộc đi ngùng ngùng đau lòng. Mưa giăng mắt trên môi rồi thêm nhà thêm thôi. Dù xa nhưng dù biết tôi bình an thôi. Oh,
Vâng, xin cảm ơn nữ ca sĩ Minh Tuyết. Và chị ơi, chị chưa xuống được đâu chị. Em xin chữ ký trắng trợn lắm chị. Mời chị ký vào giùm em hai tờ vé số. Hai tờ nha chị. Hai tờ số đẹp luôn ạ. Bây giờ là lấy hơi của các ca sĩ ở đây, là hy vọng hai tờ này sẽ trúng số độc đắc ạ. Trời, chữ ký chị đẹp quá. Dạ vâng, bây giờ là thời gian dành cho ban nhạc nghỉ ngơi. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng quay lại với nữ ca sĩ Minh Tuyết sau ạ. Xin cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị,